Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow từng sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hòa bình với Kiev ngay sau khi cuộc xung đột bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, nhưng Mỹ và các nước phương Tây khác khuyên Kiev không nên đàm phán. Theo báo The Washington Post phát biểu tại Nam Phi vào hôm 23 tháng 1, ông Lavrov quy trách nhiệm cho phương Tây đối với việc nỗ lực đàm phán giữa Nga và Ukraine bị đình trệ lâu nay. Ai cũng biết chúng tôi ủng hộ đề xuất của phía Ukraine về việc đàm phán ngay trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự đặc biệt, và đến cuối tháng 3, hai phái đoàn đã thống nhất về nguyên tắc giải quyết cuộc xung đột này. Một chuyện cũng được nhiều người biết và được chia sẻ công khai là các đồng nghiệp Mỹ, Anh và một số đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi nói với Ukraine rằng còn quá sớm để thương lượng và chế độ ở Kiev sau này không bao giờ xem xét lại thỏa thuận gần như đã được thống nhất đó. Ukraine và Mỹ chưa lập tức bình luận về những tuyên bố của ông Lavrov. Trong những tuần sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, một số cuộc đàm phán hòa bình đã diễn ra nhưng không đạt được kết quả giữa lúc Nga tiếp tục tấn công nhiều thành phố của Ukraine. Vào cuối tháng 3, các cuộc đàm phán rất được mong đợi đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đón nói ông nhận thấy một số dấu hiệu tích cực. Các nhà đàm phán Ukraine đã đồng ý duy trì tình trạng trung lập nếu Ukraine nhận được sự đảm bảo an ninh đầy đủ từ phương Tây đáp ứng một yêu cầu lớn của Nga trong khi đó Moscow đã đồng ý cắt giảm cơ bản các hoạt động quân sự gần Kiev và Chernihiv, hành động mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin nói là để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng bày tỏ hoài nghi và khẳng định người Ukraine không phải là những người ngây thơ. Các cuộc đàm phán đã không dẫn đến hòa bình hoặc ngừng bắn. Tổng thống Putin ngày 12 tháng 4 nói hòa đàm đã đi đến ngõ cụt. Hồi tháng 4, ông Lavrov nói với truyền thông Nga rằng Ukraine quyết định ngừng đàm phán theo lời khuyên của các đồng nghiệp Mỹ và Anh, quan điểm mà ông vẫn giữ cho đến nay. Theo Yuskin Krabla, một cơ quan truyền thông của Ukraine, các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ sau khi Thủ tướng Anh, khi đó là Boris Johnson, đến Kiev gặp ông Zelensky. Ông Johnson đã khuyên Tổng thống Ukraine rằng không nên đàm phán với ông Putin. Vào thời điểm đó, Ukraine cũng đang thu thập bằng chứng sau khi cáo buộc Nga giết hại dân thường ở Bucha hồi cuối tháng 3. Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Cả Nga và Ukraine đều không đưa ra những dấu hiệu cho thấy hai bên sắp có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Hồi tháng 12, báo ở The New York Times đưa tin rằng cả Ukraine và Nga đều khẳng định họ sẵn sàng hòa đàm, nhưng cả hai bên đều đặt ra những điều kiện cứng rắn mà phía bên kia không chấp nhận. Theo AP, Ukraine đã đề xuất một hội nghị hòa bình vào tháng 2 năm 2023 dựa trên các nguyên tắc của kế hoạch hòa bình 10 điểm, nhưng cho biết họ sẽ chỉ cho phép Nga tham gia nếu nước này đồng ý đứng trước tòa án xét xử tội phạm chiến tranh. Khi Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng đàm phán, Kiev lại cáo buộc Moscow chôn tranh trách nhiệm. Trong khi đó, Moscow đã nói rằng Kiev cần phải chấp nhận việc Nga đơn phương sắp nhập các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến công du Nam Phi hôm 23 tháng 1 mô tả cuộc xung đột giữa Moscow và phương Tây gần như là một cuộc chiến thực sự. Phát biểu trong chuyến công du Nam Phi, ông Lavrov cũng chỉ trích phương Tây gửi hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí cho Kiev Mục tiêu là phá hủy mọi thứ liên quan đến Nga, từ ngôn ngữ đến văn hóa, đã tồn tại ở Ukraine trong nhiều thế kỷ và cấm mọi người nói tiếng mẹ đẻ của họ. Nam Phi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga trên một lục địa đang bị chia rẽ vì cuộc xung đột ở Ukraine và những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow. Nam Phi khẳng định nước này không chọn phe và đã bỏ phiếu trắng về các nghị quyết của Liên Hợp Quốc liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Ban đầu, Nam Phi đã kêu gọi Nga đơn phương rút quân khỏi Ukraine, nhưng hôm 23 tháng 1, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pando nói rằng đó không còn là quan điểm của chính phủ nước này nữa. Bên ngoài Bộ quan hệ và hợp tác quốc tế, nơi ông Lavrov được tiếp đón, những người biểu tình đã tụ tập lại. Những người từ Hiệp hội Ukraine của Nam Phi vẫy biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu phản đối Nga. Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền của Nam Phi có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ với Nga từ khi còn là một phong trào giải phóng chống lại sự cai trị của nhóm thiểu số da trắng hai nước Nam Phi và Nga cùng Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung vào tháng tới. Bà Pando, người cáo buộc phương Tây lên án Nga trong khi phớt lờ các vấn đề như việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine đã lên tiếng ủng hộ cuộc tập trận. Bà nói rằng tất cả các quốc gia đều tiến hành các cuộc tập trận quân sự với bạn bè của mình và đó là tiến trình tự nhiên của các mối quan hệ. Theo một nguồn tin của Reuters, Đức sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Nếu được xác nhận, quyết định này sẽ cho phép các nước như Ba Lan có động thái tương tự trong khi Washington cũng có thể cung cấp xe tăng Abrams tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận chính thức từ berlin hay washington dù vậy giới chức ukraine đã nhanh chóng ca ngợi điều mà họ cho là chiều khóa thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột kéo dài gần một năm của nước này với nga bất chấp tổn thất nặng nề của cả hai bên phần lớn tiền tuyến đã bị đóng băng trong hai tháng qua kiev lập luận rằng các xe tăng chủ lực hiện đại hạng nặng sẽ mang lại cho họ thỏa lực và tính cơ động cần thiết để giành lại những diện tích lãnh thổ mà nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam vấn đề cung cấp những loại xe tăng này đã chi phối các cuộc thảo luận giữa các đồng minh phương tây của kiev trong vài tuần qua Xe tăng Leopard do Đức sản xuất được nhiều người coi là lựa chọn tốt nhất, có sẵn với số lượng lớn và dễ triển khai. Tuy nhiên, Berlin đã cảnh giác với những động thái có thể khiến Nga leo thang xung đột. Trước đó vào ngày 24 tháng 1, Ba Lan đã gia tăng áp lực lên Đức bằng cách chính thức đề nghị cho phép tài xuất khẩu xe tăng Leopard của nước này sang Ukraine. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23 tháng 1 cho biết những thay đổi nhân sự đang được thực hiện cả cấp cao và cấp thấp để giải quyết nạn hối lộ đã có các quy định nhân sự. Một số hôm nay, một số ngày mai liên quan đến các quan chức ở các cấp khác nhau trong các bộ và các cơ cấu chính quyền trung ương khác cũng như ở các khu vực trong cơ quan thực thi pháp luật. Ông Zelensky không nêu danh tính các quan chức sẽ bị thay thế nhưng cho biết kế hoạch của ông bao gồm việc giám sát chặt chẽ hơn các chuyến đi công tác nước ngoài của quan chức. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin nhiều bộ trưởng nội các và các quan chức cấp cao có thể sắp bị sa thải. Cảnh sát chống tham nhũng Ukraina ngày 22 tháng 1 cho biết, họ đã bắt giữ thứ trưởng Bộ cơ sở hạ tầng vì nghi ngờ nhận hối lộ 400.000 đô la Mỹ cho việc nhập khẩu máy phát điện vào tháng 9 năm 2022. Quan chức trên đã phủ nhận cáo buộc này. Một cuộc điều tra cáo buộc Bộ Quốc phòng Ukraina đã chi quá nhiều tiền cho các nhà cung cấp thực phẩm cho binh sĩ. Tuy nhiên, nhà cung cấp cho biết họ lại chưa nhận được khoản tiền nào. Ông David Arakamia, người đứng đầu đảng đầy tứ nhân dân của Tổng thống Zelensky cho biết, đảng này đã làm rõ từ đầu xung đột rằng các quan chức nên tập trung vào cuộc xung đột, giúp đỡ các nạn nhân, cắt giảm bộ máy hành chính và ngừng hoạt động kinh doanh đáng ngờ.